Thưa quý vị và các bạn, hội thi tiếng hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh bậc trung học năm 2014 đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống học đường, ươm mầm tình yêu, lòng đam mê với câu hát của quê hương. Hội thi đã quy tụ được những giọng hát dân ca xuất sắc, từ miền xuôi tới miền ngược, từ đồng bằng tới miền núi Trung Du, tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, thu hút sự quan tâm của các em học sinh trung học. Trong chương trình Dân ca xứ Nghệ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số tiết mục xuất sắc trong vòng chung kết hội thi Tiếng hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh bậc trung học năm 2014. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây quy cho nàng quê ta mơ
trường thân thương, nơi em con hồng tầm như vòng tiếng thầy cô vang mãi đến muôn đời. Thầy dạy cho em những căn sự rằng người của lớp lớp cha anh trên con đường dẫn đường truyền thống năm xưa.
qua bóng sân trường đàn chim líu lo.
hồng quê sáng ngời, đỏ trời quê ta, ruộng hồng đỏ trời quê ta. Bao hôn thắm bao linh
nơi miền xa, làm tỉa tươi mừng quê mình xứ nghề, xây quê hương người bao thế hệ, ngọt ngào say bao câu vị điệu ho, dù bao nỗi sóng tố sóng to, dù gian khó trong đôi âu lo, vẫn được tinh vượt muôn ngàn gian khó, lời yêu thương từ sông xanh núi đỏ. Bạn ơi về thăm Nghệ An, ta hòa vang hát ngàn lời ca.